Em xin chào anh chị, chào mừng anh chị quay trở lại kênh mua bán ô tô cũ. Và hôm nay em xin tự giới thiệu, em là Cảnh, chuyên viên mua bán kinh doanh tại ô tô Tư Quý ở địa chỉ số 95A đường Trần Thái Tông, cầu Giấy, Hà Nội. Thì bên em tập trung kinh doanh về những cái dòng sản phẩm, những ô tô lướt đời cao, những cái dòng xe chất. Thì ngày hôm nay thì em xin phép được cập nhật và báo giá những chiếc xe đang còn lại ở cửa hàng để anh chị có thể nắm bắt được và chúng ta cùng cảm nhận xem là cái chất lượng nó có phù hợp với túi tiền không, để chúng ta cùng cân đối để anh chị lựa chọn một chiếc xe đúng với tầm tiền của mình. Và bây giờ thì em xin phép được giới thiệu với anh chị một chiếc xe trong phân khúc hạng C được đánh giá và lựa chọn trong những thời điểm mà năm 2016-17, và trong chiếc xe phù hợp với túi tiền, cảm giác lái rất tốt. Bên cạnh em đây là chiếc Hyundai Elantra phiên bản máy là 2.0, sản xuất là 2016, xe màu trắng, nội thất là màu kem. Với xe thì đăng ký tên tư nhân, biển gốc tỉnh. Xe này của em là biển gốc Hải Dương nhé. Bác nào ở Hải Dương thì có thể liên hệ với số điện thoại của phần mô tả bên em để em có thể hướng dẫn anh chị xem xe và chúng ta cùng kiểm tra chất lượng xe, xem là cái chất lượng nó được đạt hay không. Và cái sản phẩm này thì hiện tại của em đang giao bán với giá trị là 545 triệu đồng. Với form dáng của Hyundai Elantra thì kết thúc từ năm 2016, 17, 18 là kết thúc phiên bản form cũ, và chuyển đổi sang 2019 là bước ngoặt cho kiểu dáng mới. Thay đổi toàn bộ về phía bên ngoài và nội thất bên trong. Xe này của em là phiên bản 2.0, sản xuất là 2020. Xe màu đen, nội thất là màu kem anh chị nhé. Và xe đăng ký tên tư nhân, biển gốc tỉnh. Bác nào ở tỉnh đang có nhu cầu sử dụng, đang có nhu cầu tìm kiếm một chiếc xe để chúng ta có thể di chuyển, thì em nghĩ chúng ta có thể nên cân đối cái sản phẩm này. Và sản phẩm của em chạy được là 1.1 vạn anh chị nhé. Xe đăng ký và sản xuất là 2020. Và hiện tại sản phẩm này thì em đang giao bán tại cửa hàng là 685 triệu đồng. Tỷ lệ sơn zin của chiếc xe này là gần như là đẹp tuyệt đối nhá, chưa có mất một giọt sơn ta nào cả. Và cái sản phẩm này bên cạnh chiếc Hyundai Elantra form mới thì có lẽ cái sản phẩm này nó khá là quen thuộc rồi, trong những sản phẩm mà em lên sóng cũng khá là nhiều. Kia K3 phiên bản máy 1.6, sản xuất là 2013, xe màu vàng cát, xe đăng ký tên tư nhân, biển gốc tỉnh nhá. Cái sản phẩm này độ rất nhiều đồ chơi, anh chị có thể xem qua một chút về bộ mâm này, mặt ca lăng và đề can dán trên xe. Cái sản phẩm này thì em xin phép là để với cái giá bán là 420 triệu đồng. Chúng ta đã xem qua một số những cái sản phẩm mà trong phân khúc hạng C rồi, thì có lẽ không thể bỏ qua được chiếc xe trong phân khúc hạng B. Trong phân khúc hạng B có những cái sản phẩm cạnh tranh với nhau, ví dụ như là Toyota Vios, Kia Soluto, Honda City, Mazda 2 hoặc là Hyundai Accent, thì có lẽ là cái sản phẩm Honda City một trong những cái sản phẩm mà chúng ta có thể lựa chọn được về cái kiểu dáng, cái mức tiêu hao nhiên liệu. Sản phẩm này của em là phiên bản máy 1.5 số tự động, sản xuất là 2016, xe màu trắng, thất là màu đen anh chị nhá. Cái sản phẩm này của em là đăng ký tên tư nhân, biển gốc thành phố, và em đang giao bán tại cửa hàng là 460 triệu đồng đó. Điểm qua là có Kia K3 rồi, khúc hạng C rồi, Mazda 3 này, đối thủ cạnh tranh này, hoặc là Hyundai Elantra. Mazda 3, cái sản phẩm này của em là một trong chiếc xe mà em cảm giác và cảm nhận được là nó là một trong những xe rất phù hợp với các anh chị có một gia đình nhỏ, hoặc là các chị em muốn đi một chiếc xe thời trang, thì em nghĩ là cái kiểu dáng hatchback nó tuyệt đẹp. Cái sản phẩm này của em là sản xuất 2018, xe đăng ký tên tư nhân, xe màu trắng, nội thất là màu đen, biển gốc thành phố đó. Xe kiểu dáng hatchback. Và cái sản phẩm này thì em đang chào bán tại cửa hàng với giá trị là 620 triệu đồng anh chị nhé. 620 triệu đồng. Em phải chia sẻ qua một chút là gì, cái giá em đưa ra dựa trên cái sự tham khảo ở trên thị trường, có điều chỉnh, có thương lượng. Các bác quan tâm liên hệ trực tiếp số điện thoại bên em, em sẽ để anh chị một cái giá chuẩn và tốt nhất. Trong thời điểm vừa rồi thì có một số những cái sản phẩm em đã bán và gửi đến tay người tiêu dùng rồi. Các bác đã qua cửa hàng em đặt cọc, ví dụ như là chiếc Mazda 6 2.0 2020 này em đã nhận cọc rồi này. Đó. Bên cạnh em là chiếc Honda Civic, một trong những chiếc xe mà
bác nào mà mê về độ xe này, mê về kiểu dáng thể thao và mê về tốc độ thì đừng bỏ qua chiếc xe này nhé. Honda Civic phiên bản 1.5 RS bản cao cấp nhất của Honda tại thời điểm bây giờ, với một cái mức tiêu hao nhiên liệu nó rất là phù hợp. Rất là phù hợp nha anh chị nhá. Đó, bác nào mà chạy đường trong phố và đường ngoài đô thị nhá, nó chỉ dao động khoảng 4 lít rưỡi trên 100 cây. Cái sản phẩm này của em thì hiện tại đăng ký và sản xuất là 2019, xe đăng ký tên tư nhân biển gốc tỉnh, màu đỏ tức là màu đen, bản cao cấp nhất của Honda Civic và hiện tại đang chào bán tại cửa hàng là 885 triệu đồng. Còn một số những cái sản phẩm SUV cỡ lớn thì em xin phép được báo giá ngay để anh chị có thể nắm bắt được. Mazda 3, Mazda CX-5 phiên bản máy 2.0 sản xuất là 2019, xe màu xanh Kawasaki và xe đăng ký tên tư nhân biển tỉnh, chạy được đâu đó khoảng 2 vạn cây. Cái sản phẩm này thì em xin phép báo giá với anh chị là 820 triệu đồng. Tiếp theo là chiếc CR-V phiên bản máy 1.5L sản xuất là 2019, xe đăng ký tên tư nhân biển gốc tỉnh và lăn bánh được 1,5 vạn cây, xe màu trắng thật là màu đen anh chị nhá. Và cái sản phẩm này thì cửa hàng đang dự kiến bán ra với là mới giá là 1 tỷ 038 triệu đồng, xe nhập khẩu một chiếc Thái Lan. Nếu anh chị muốn tiết kiệm hơn một chút khoảng tài chính của mình mà vẫn muốn sở hữu được một cái xe mà vẫn đem lại cho chúng ta đầy đủ những tính năng option, thì em có một chiếc xe đời thấp hơn, CR-V phiên bản 1.5L sản xuất là 2018, xe đăng ký tên tư nhân biển gốc tỉnh nhá, xe màu trắng thân là màu đen, và cái sản phẩm này thì em đang giao bán tại cửa hàng là 970 triệu đồng. Thì các bác quan tâm liên hệ số điện thoại của em thì em sẽ hỗ trợ mình. Còn ngoài ra cửa hàng em có hỗ trợ vận chuyển, rút hồ sơ, có hỗ trợ bao sang tên, có hỗ trợ vay vốn trả góp ngân hàng. Và đây là gian hàng bên em đã nhận cọc khách hàng rồi. Tại thời điểm bây giờ thì gần như là khi mà bão lũ lụt như này, cái khả năng trung chuyển xe đang có những cái sự khó khăn, hạn chế, thì em đang đẩy mạnh và thanh lý, cũng như không phải thanh lý mà là bán những cái dòng xe còn lại cửa hàng để chuẩn bị một cái lô xe mới chuẩn bị về cửa hàng, cực kỳ đẹp và chuẩn. Thì hy vọng anh chị sẽ xem và cảm nhận cùng em xem cái chất lượng xe cửa hàng em có những cái sản phẩm nào phù hợp với mình để các bác có thể lựa chọn được. Đó. Và chuẩn bị nhá, em có một lô xe mới rất rất đẹp nhá. Bác nào mà quan tâm đến những cái dòng sản phẩm ví dụ như Mazda 3 màu trắng này, Mazda 3 2020 này, hoặc là Kia Cerato này, thì em có những cái dòng sản phẩm nó đẹp và chuẩn để muốn giới thiệu với bác. Và em Cảnh xin cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm và lựa chọn những sản phẩm bên em. Các bác đã ủng hộ em trong thời gian vừa qua, thì các bác đừng quên nhá, ấn nút đăng ký kênh màu đỏ, ấn nút chuông để đón nhận xem nhiều video xe chất của em gửi lên. Và em Cảnh xin cảm ơn.